Mẹ nhỏ bỏ túi giúp cho bạn trở nên lịch thiệp hơn trong xã giao. Có thể đây là một cái nghi thức rất là nhỏ thôi, đôi khi chúng ta vô tình bỏ qua, nhưng mà chẳng may được mời đến một cái bữa tiệc sang trọng có chiêu đãi vang ha, mà mình đổi cái việc cầm ly hay là cụng ly như thế nào cho đúng thôi cũng làm cho mình vô tình trở nên bất lịch sự hoặc là kém sang trước mắt đối phương. Thì nhanh tay bỏ vào túi những cái mẹo mặt sau nha. Thứ nhất, về việc cầm ly, đối với bạn đỏ, không có cầm vào cái bầu ly như thế này, sức nóng của tay bạn sẽ làm tăng độ cồn lên. Với vàng trắng và vàng sủi, nó làm tăng độ chua và mùi cồn. Người uống vàng xanh điệu luôn nhẹ nhàng cầm lấy ly ở phần chân hoặc phần đáy. Thứ hai, hãy lắc nhẹ và ngửi, hãy cho người xem thấy bạn là người xanh điệu như thế nào. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng cho rằng 80% các vị mà bạn cảm nhận được đều thông qua việc ngửi. Cái thứ ba là hãy uống chậm chậm. Những người uống vàng xanh điệu thường thấy rất là buồn cười khi thấy ai đó thưởng thức cái thức uống này theo cái kiểu vô vô 100%, hoặc là dùng quá nhanh với lại một ngụm rất là lớn. Hãy uống chậm rãi để thưởng thức hương vị và hương thơm, hình ảnh của bạn sẽ trở nên xanh điệu và lịch lãm hơn. Thứ tư, hãy đặt môi vào đúng một vị trí. Điều này không chỉ làm giảm dấu môi trên miệng ly mà còn giúp bạn không ngửi thấy cái mùi bên trong miệng mình mỗi khi uống một ngụm. Thứ năm, hãy cụng vào bầu ly, nó sẽ tránh làm bể ly, và khi cụng hãy nhớ nhìn vào mặt đối phương để thể hiện sự tôn trọng bạn nhé. Và một cái lưu ý rất là quan trọng, nếu như bạn lần đầu uống vang, là một cái thức uống vô cùng đưa miệng, ngọt ngào, êm ái và dễ uống quá đúng không nào? Nhưng mà hãy uống một lượng vừa đủ thôi để giữ một cái tinh thần tỉnh táo nhất bạn nha.